Mức xử phạt đối với những người mẫu TikToker bán dâm. Khởi tố bắt tạm giam 5 cán bộ tập đoàn EVN và Bộ Công Thương. Phó Chủ tịch Hà Nội dần ổn định việc cấp nước sạch cho khu đô thị Thanh Hà. 100 trẻ nhập viện vì loại virus lây lan qua nụ hôn. Video nam thanh niên lao thẳng vào cảnh sát giao thông khi bị kiểm tra nồng độ cồn. rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube của Báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Mới đây, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can Huỳnh Thành Thuận, sinh năm 1990, chuyên gia trang điểm, chuyên gia tư vấn về phong cách cá nhân, stylist, về tội môi giới mại dâm cùng tội danh này, hai bị can khác bị khởi tố là Phạm Đỗ Nhật Duy, sinh năm 1985, thành phố Hồ Chí Minh và Lê Thị Thu Thảo, sinh năm 1985, Kiên Giang. Cả ba bị can bị khởi tố liên quan đường dây môi giới mại dâm sex tour với giá lên đến hàng nghìn đô la Mỹ. Gái bán dâm là các người mẫu, ca sĩ, hot girl, TikToker nổi tiếng, trong đó Huỳnh Thanh Thuận là đối tượng cầm đầu. Trước đó, đường dây môi giới trên bị triệt phá khi cảnh sát kiểm tra hành chính một khu nghỉ dưỡng cao cấp thuộc huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, bắt quả tang ba cặp nam nữ đang có hành vi mua bán dâm. Dưới góc độ pháp lý, luật sư Đinh Thị Nguyên, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết, cả người mua dâm và người bán dâm sẽ phải chịu mức xử phạt vi phạm hành chính. Theo luật, Điều 23 Pháp lệnh phòng chống mại dâm 2003 quy định hình thức xử lý như sau. Theo Điều 25, Nghị định 144-2021 NDCP của Chính phủ, phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng trong trường hợp bán dâm cho hai người trở lên cùng một lúc. Theo đó, người nào làm trung gian dụ dỗ, dẫn dắt để người khác thực hiện việc mua dâm, bán dâm thì bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Như vậy, nếu cả ba người đẹp có hành vi môi giới mại dâm, sẽ chịu mức phạt giống như ba bị can trên, cao nhất là phạt tù tới 3 năm ngoài ra đối với những người bỏ số tiền trả trăm triệu ngàn đô la mỹ ra mua dâm dễ dàng như thế thì cũng cần làm rõ nhóm đối tượng nào trong xã hội số tiền mua dâm đó lấy từ đâu ra mà chi tiêu hoang phí như vậy đối với cán bộ, đảng viên mà thực hiện hành vi mua dâm là vi phạm điều lệ đảng, vi phạm nội quy, quy chế, đạo đức nghề nghiệp, nên cơ quan điều tra cũng có thể thông báo cho cơ quan, cho tổ chức đảng về hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, đảng viên liên quan đến tệ nạn xã hội để có những biện pháp giáo dục, xem xét xử lý theo quy định của pháp luật. Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đang thụ lý điều tra vụ án, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại Bộ Công Thương và các tỉnh, thành phố. Trước đó, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can, lệnh khám xét chỗ ở về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại Điều 356 Bộ Luật Hình sự đối với 5 người. Các bị can bị khởi tố gồm ông Trần Quốc Hùng, sinh năm 1976, Phó trưởng phòng, phòng cấp phép và quan hệ công chúng, Cục Điều tiết Điện lực Bộ Công Thương. Ông Trịnh Văn Đoàn, sinh năm 1982, chuyên viên phòng cấp phép và quan hệ công chúng, cục điều tiết điện lực bộ công thương. Ông Nguyễn Hữu Khải, sinh năm 1977, trưởng phòng phòng kinh doanh mua điện, công ty mua bán điện, tập đoàn điện lực Việt Nam. Ông Đỗ Ngọc Tuyền, sinh năm 1988, chuyên viên phòng kinh doanh mua điện, công ty mua bán điện, tập đoàn điện lực Việt Nam. Ông Trương Hoàng Dũng, sinh năm 1982, chuyên viên phòng kỹ thuật và công nghệ thông tin, công ty mua bán điện Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt giam, khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với 5 bị can trên. Hiện vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an tiếp tục điều tra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Tại họp báo chính phủ thường kỳ mới đây, thông tin thêm về kết luận thanh tra về cung ứng điện, ông Hồ Sĩ Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước Tại doanh nghiệp nêu rõ, căn cứ theo kết luận thanh tra của Bộ Công Thương về cung ứng điện, có một số tồn tại và vi phạm với năm nhóm nội dung. Đến nay EVN đã thực hiện kiểm điểm nghiêm túc và làm rõ trách nhiệm, đưa ra giải pháp khắc phục và báo cáo các đơn vị liên quan, đảm bảo kiểm chứng đúng vi phạm và tồn tại. Kết quả đã tổ chức kiểm điểm tại 24 đơn vị trong tập đoàn, 85 tập thể, 161 cá nhân có liên quan. Trong đó EVN đã làm rõ trách nhiệm thực hiện xử lý kỷ luật một số nhân sự thuộc thẩm quyền quản lý, bao gồm xem xét kỷ luật bằng hình thức khiển trách với một phó tổng giám đốc phụ trách điều độ hệ thống điện, ban hành quyết định kỷ luật khiển trách với ba giám đốc, phó giám đốc trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia. Ngoài ra đề xuất kỷ luật khiển trách với một nguyên chủ tịch hội đồng thành viên tập đoàn và thành viên hội đồng thành viên kiêm tổng giám đốc tập đoàn. Do vấn đề này vượt thẩm quyền nên đơn vị đang báo cáo các cấp có thẩm quyền. Vừa qua, thông tin tại họp báo chính phủ thường kỳ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Hà Minh Hải, trả lời báo chí về quy hoạch cấp nước sạch tại khu đô thị Thanh Hà, huyện Thanh Oai. Theo ông Hà Minh Hải, thời điểm hiện nay, khu đô thị Thanh Hà có quy mô dân số khoảng 26.500 người với công suất sử dụng khoảng 3.500 mét khối trên ngày đêm. Từ tháng 10 năm 2018 đến tháng 10 năm 2023, việc cấp nước cho khu đô thị này từ nhà máy nước mặt sông Đà, một phần từ nhà máy nước mặt sông Đuống và nguồn nước ngầm tự khai thác. Về nguyên nhân thiếu nước sạch ở khu đô thị, theo ông Hải, chủ yếu là do công ty cổ phần nước sạch Thanh Hà điều chỉnh sản lượng khai thác nước ngầm từ 3.000 m khối trên ngày đêm đến 3.500 m khối trên ngày đêm, còn 1.000 m khối trên ngày đêm đến 1.500 m khối trên ngày đêm. Để đảm bảo chất lượng nước sạch, theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế, cùng với đó là áp lực nguồn nước từ nhà máy nước sông Đuống để cấp nước cho khu đô thị Thanh Hà cũng giảm, không đủ lượng nước cung cấp đến cuối nguồn. cụ thể từ ngày 26 tháng 9 đến ngày 9 tháng 10, nguồn nhà máy nước mặt sông Đuống không đủ điều tiết về do nhu cầu tăng, khu đô thị Thanh Hà ở cuối nguồn nên việc cấp nước cho khu đô thị Thanh Hà sử dụng toàn bộ nguồn nước ngầm. sau đó nguồn sông Đuống cấp trở lại khoảng 800 đến 900 m3 trên ngày đêm cho khu đô thị này nhưng không ổn định. đáng chú ý từ ngày 14 tháng 10. Việc sử dụng nguồn nước ngầm của công ty cổ phần nước sạch Thanh Hà dừng hẳn do chất lượng nước chưa đảm bảo, dẫn tới bị thiếu hụt nguồn cấp cho khu đô thị này. Về giải pháp khắc phục, ông Hà Minh Hải cho biết, công ty nước sạch Sông Đà sẽ triển khai các giải pháp kỹ thuật nhằm tăng tối đa công suất cấp nước của nhà máy trong điều kiện cho phép để bổ sung nguồn nước sạch cho Hà Đông, cấp cho khu đô thị Thanh Hà. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cũng đã yêu cầu công ty cổ phần nước sạch Thanh Hà phối hợp cùng các ban quản trị tòa nhà xây dựng kế hoạch vệ sinh, khử trùng các bể ngầm, bể mái tại khu đô thị. Đến nay, lưu lượng nguồn sông đuống cấp về Thanh Hà tiếp tục duy trì từ 5.700 m3 trên ngày đêm và giảm xuống 3.800 m3 trên ngày đêm do các bể ngầm, bể mái đã đầy nước. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nhấn mạnh, đến ngày 30 tháng 10, việc cấp nước cơ bản ổn định, đơn vị cấp nước phối hợp với ban quản trị tiến hành thao rửa bể định kỳ. Chỉ trong một tháng qua, lãnh đạo huyện Đắc Hà, Con Tum cho thôi việc theo nguyện vọng đối với 5 giáo viên ở các trường trong huyện. Trong đó, 4 trong số 5 giáo viên này đã có đơn xin nghỉ chức vụ lãnh đạo là hiệu trưởng, hiệu phó ở các trường vì lý do sức khỏe. Theo đó, Ủy ban Nhân dân huyện Đắc Hà đã có văn bản số 3402 ngày 31 tháng 10 thống nhất cho 3 viên chức nghỉ thôi việc theo nguyện vọng vì lý do sức khỏe. Cụ thể, cô NTTS, 51 tuổi, xin thôi làm hiệu trưởng trường mẫu giáo xã Đắc Rinh, cô NTQ, 48 tuổi, xin thôi làm hiệu phó trường tiểu học xã Đắc Si và cô DTL, 48 tuổi, xin thôi làm hiệu phó trường tiểu học trung học cơ sở xã Đắc Long. Trước đó, cô NTHT, 48 tuổi, hiệu phó trường trung học cơ sở thị trấn Đắc Hà, xin thôi việc từ ngày 21 tháng 9 năm 2023 và cô LTN, 55 tuổi, giáo viên tại trường trung học cơ sở xã Đắc Ma, cũng xin nghỉ thôi việc vì lý do sức khỏe. Thời gian qua, trên địa bàn huyện Đắc Hà, xôn xao thông tin nhiều giáo viên là lãnh đạo các trường nghi có vấn đề về bằng cấp. Hiện Thường trực huyện ủy Đắc Hà đã giao ủy ban nhân dân huyện xác minh làm rõ thông tin trên. Trước đó, theo thống kê của Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Con Tum, từ năm 2020 đến tháng 3 năm 2023, toàn tỉnh có 161 giáo viên nghỉ việc, trong đó 94 giáo viên thuộc biên chế các đơn vị sự nghiệp và công lập, 64 giáo viên các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập với nhiều lý do. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17 giờ 10 phút ngày 4 tháng 11, một người phụ nữ trung niên đã đi vào khu vực khoa sản của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương thuộc phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương thăm dò so các phòng của sản phụ. Sau đó người này vào khu vực thang máy khoác áo blue trắng rồi vào trong phòng sản phụ bế một bé gái sơ sinh đi ra ngoài với lý do đưa bé đi trích ngừa. Khi đưa bé ra ngoài, người phụ nữ cho bé vào túi sách rời khỏi bệnh viện. Sau khi đi ăn cơm về, người nhà sản phụ không thấy bé sơ sinh được đưa trở lại phòng nên thông báo cho phía bệnh viện. Qua xác minh của bệnh viện, bé gái sơ sinh bị đưa đi mới sinh vào sáng ngày 3 tháng 11 là con của sản phụ HTB, sinh năm 1998, quê Hậu Giang. Đến tối cùng ngày, bé sơ sinh đã được tìm thấy ở huyện Dầu Tiếng, cách bệnh viện khoảng 40 km. Hiện phía bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương cũng như cơ quan công an chưa thông tin cụ thể về vụ việc. Lãnh đạo Sở Y tế Bình Dương cho hay, bệnh viện đang tập trung chăm sóc sức khỏe cho sản phụ, trấn an tinh thần sau vụ việc này. Bên cạnh đó, các khoa trong bệnh viện cũng được thông báo tăng cường cảnh giác, ra soát các trường hợp lạ mặt ra vào khu vực phòng bệnh. Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La, các bác sĩ khoa nhi đang điều trị cho một trường hợp trẻ sơ sinh non tháng, nhiễm virus RSV, phải thở máy xâm nhập. Hai trường hợp thở oxy, hai trẻ thở CPAP và khoảng 15 bệnh nhi đang điều trị viêm phổi, viêm tiểu phế quản. Tổng số bệnh nhi, các bác sĩ cơ sở y tế này đã tiếp nhận và điều trị trong tháng 10 là 100 trường hợp. Bác sĩ chuyên khoa 1 Ngô Thanh Huế, Phó trưởng khoa nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La cho biết, Virus là một trong những nguyên nhân gây bệnh đường hô hấp thường gặp ở trẻ nhỏ như viêm phổi, viêm tiểu phế quản. Bệnh thường xuất hiện vào thời điểm giao mùa, đặc biệt từ tháng 10 đến tháng 3 hàng năm. Bệnh hay gặp ở trẻ dưới 24 tháng tuổi, trong đó trẻ dưới 6 tháng tuổi hoặc có tiền sử mắc các bệnh về đường hô hấp sẽ có nguy cơ mắc bệnh cao hơn. Virus này dễ dàng lây truyền từ người sang người qua các dịch tiết đường hô hấp bị nhiễm virus như ho, hắt hơi hoặc tiếp xúc trực tiếp như bắt tay, hôn trẻ. Trẻ bị nhiễm virus RSV thường có những dấu hiệu khởi phát gồm nghẹt mũi, sổ mũi, ho nhẹ và sốt. Các triệu chứng này thường sẽ kéo dài trong khoảng 1 đến 2 ngày và dễ bị nhầm lẫn với bệnh cảm lạnh. Ở giai đoạn toàn phát, trẻ sẽ xuất hiện các triệu chứng gồm ho, thở kho khe và thở gấp. Nhóm trẻ dễ chuyển nặng khi nhiễm RSV gồm trẻ sơ sinh, sinh non bệnh tim bẩm sinh, bệnh phổi mãn tính và suy giảm miễn dịch, bệnh sơ nang, hội chứng đau, bại não, thời điểm sinh gần với mùa RSV. Hiện tại chưa có thuốc điều trị đặc hiệu đối với bệnh nhân nhiễm virus RSV. Do đó, cha mẹ cần phải có biện pháp thích hợp để phòng tránh cho trẻ. Ông Nguyễn Quốc Thịnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện An Lão, thành phố Hải Phòng, mới đây xác nhận tại xã Quang Trung, Vừa xảy ra vụ nổ khiến một người tử vong. Cụ thể, vào khoảng 7 giờ 20 phút, hôm mùng 4 tháng 11, người dân địa phương bỗng nghe thấy tiếng nổ lớn phát ra từ khu vực nhà anh Đex Quy, sinh năm 1985, trú tại thôn Câu Đông, xã Quang Trung. Biết có chuyện chẳng lành, mọi người vội chạy đến xem sự thể thì phát hiện căn nhà dựng tạm cạnh ngôi nhà chính nơi ông Quy ở cùng bố mẹ đẻ bị đổ sập. Nhiều phần thi thể được cho là của anh Quy và xác pháo nổ được tìm thấy tại hiện trường vụ nổ. Theo người dân ở gần khu vực, khi vụ nổ xảy ra, bố mẹ anh Quy đang ở nhà trên, trong căn nhà tạm chỉ có một mình anh Quy, rất có thể nạn nhân tử vong trong vụ nổ chính là anh Đêx Quy. Cũng theo thông tin từ địa phương, anh Quy là người nghiện chất cấm và mắc bệnh nan y, đã có vợ con. Tuy nhiên, vợ anh Quy đã cùng con dọn về nhà bố mẹ đẻ nhiều năm nay. Vụ nổ còn khiến những nhà xung quanh bị rung chuyển, đồ đạc bị hư hỏng. Ông Đào Xuân Nội, 52 tuổi, nhà phía sau nhà anh Quy cho biết, tiếng nổ lớn như bom khiến cho ông khóc thất thanh. Ông Nội kể, tôi cảm nhận rõ ngôi nhà của mình bị rung lắc, cửa kính và vật dụng trao đảo, cửa sổ phía trước và các vật thể bắn vào vỡ tung tóe. Sau vụ nổ lớn, bố mẹ anh Quy bị mắc kẹt trong đống đổ nát và được người dân cứu ra ngoài. Căn nhà 4 tầng của ông Đào Xuân Tuyến, 59 tuổi, sát vách nhà nạn nhân cũng bị hư hỏng nặng. Ông Tuyến cho hay, do nhà ông sắp có đám rỗ nên hôm đó ông dậy rất sớm để lau dọn bàn thờ ở tầng 3. Sau khi dọn xong, ông xuống vườn ngồi uống nước. Đang ngồi một mình ở vườn, ông Tuyến nghe tiếng nổ lớn, ngôi nhà của ông rung lắc, đồ đạc đổ xuống loảng choảng. Tầng 3 của nhà ông xảy ra cháy, khói mù mịt, mọi người hô hoán và lên trên dập lửa. Toàn bộ đồ đạc bị đổ, các cửa kính của ngôi nhà đều bị giật tung, mảnh vỡ văng khắp các phòng. Ông Tuyến vẫn chưa hoàn hồn. Sau khi dập lửa, tôi mới biết nhà bên cạnh xảy ra nổ chứ không phải nhà mình. Chỉ chậm vài phút, có lẽ tôi đã chết. Tôi bị bệnh tim. Lúc xảy ra sự việc, tôi vừa ở tầng 3 xuống, chịu sức ép lớn của vụ nổ, có lẽ tôi cũng khó qua khỏi. Hiện lực lượng chức năng địa phương đã vào cuộc tiến hành xác định rõ danh tính nạn nhân đồng thời điều tra nguyên nhân vụ nổ để xử lý theo quy định. Công an huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa vừa cho biết đơn vị này đã tiếp nhận vụ việc để điều tra, làm rõ theo thẩm quyền. Một thanh niên lao xe máy vào tổ liên ngành cảnh sát giao thông, công an tỉnh Thanh Hóa đang làm nhiệm vụ khiến một người bị thương. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20 giờ 55 phút ngày 4 tháng 11, tổ công tác của đội cảnh sát giao thông số 2, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với đội cảnh sát giao thông, trật tự, công an huyện Như Thanh khi tiến hành kiểm tra nồng độ cồn các phương tiện tham gia giao thông tại km 112 300 quốc lộ 45 đoạn qua khu phố 1, thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh đã phát hiện hai thanh niên đi trên xe máy biển kiểm soát 36AC 025XX không đội mũ bảo hiểm. Tổ công tác ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra hành chính. Tuy nhiên người điều khiển xe máy là Lê Minh Phong, sinh năm 2005, ngụ xã Yên Thọ, huyện Như Thanh, chở theo Nguyễn Hữu Trờ, sinh năm 1996, ngụ cùng xã Yên Thọ, đã không chấp hành hiệu lệnh dừng phương tiện mà dồ ga tông thẳng vào tổ công tác. Hậu quả, đại úy Lê Xuân Linh, công tác tại đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Như Thanh bị thương, ngã xuống đất phải đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện Như Thanh. Trước sự việc trên, tổ công tác đã kịp thời ngăn chặn hành vi vi phạm và đưa cả hai thanh niên về trụ sở công an thị trấn Bến Xung, huyện Như Thanh, lập biên bản quả tang và bàn giao vụ việc cho công an huyện Như Thanh xử lý theo thẩm quyền.